Chiếc xe là cái hiệu nó gọi là Martin Brother from Texas. Thì em cũng tìm chiếc xe này, dân chơi xe đó mới biết cái loại xe này. Thì em cũng tìm chiếc xe này cũng mười mấy năm nay rồi, nhất 11 năm nay rồi. Nhưng mà thường thường hồi xưa nó làm ra đó là người ta chỉ cạnh tranh với lại Jesse James, West Coast Chopper, hay là Indian Larry, hay là Billy Lane. Thì mấy cái tụi mà custom make xe hai bánh đó, thì nó lên trên mạng đó, Discovery Channel, nó đấu với nhau. Thì cái anh chàng này đó, tên ổng là Joe Martin, thì ảnh thắng được cái World Biker Build Up ở trên Discovery Channel. Thì từ lúc đó đó là bắt đầu anh nổi tiếng. Thì thí dụ ai mà muốn mua một chiếc xe này, anh sẽ làm ra, nhưng mà anh sẽ quất mấy trăm ngàn một chiếc đó. Thì thường thường xe này hồi xưa thì có tài tử mua thôi, thí dụ Tom Cruise, Brad Pitt, hay là David Beckham. Thì ai chứ thời gian ai có khả năng mua 200 ngàn chiếc xe anh đó. Thì cái thời đó là nó gọi là custom chopper. Thì bây giờ nó là người ta không có đi chiếc này nữa, người ta đổi qua loại khác, tại nó hết thời rồi. Nhưng mà chiếc này là chỉ là một thôi, chứ nó không có chiếc thứ hai. Có chiếc thứ hai là chỉ có chiếc thứ hai là loại kiểu khác, cái ghế kiểu khác, cái tay lái kiểu khác, cái màu khác đó. Thì tại vậy đó, nếu mà ai có chiếc này là người ta không giờ người ta bán hết đó. Trên thế giới khoảng chừng có 40 chiếc rồi. Hồi năm trước có một chiếc ở bên, người ta tìm được ăn cắp thành bên Túc, Philippines. Mất 2 năm rồi. Lúc tìm ra được đó, là bảo hiểm đã trả tiền cho cái người chủ rồi. Thì nhà bảo hiểm mới trả cho người chủ 200 mấy chục ngàn chiếc xe đó. Nhưng mà lúc nó tìm lại được chiếc đó được bên Philippines đó, thì ai ăn cắp ở đây đem người thuốc bên đó. Rồi xong rồi bảo hiểm nó bỏ lên mạng, nó muốn bán lại để lấy cái số tiền lại đó. Nhưng mà nó bị hư tùm lum la đó, thì còn nằm ở Philippines đó. Mỗi ngày tôi lên mạng tôi còn tiếng 2 tiếng, lên mạng tôi còn tiếng 1 tiếng. Tại tôi cũng dân chơi xe mà đó, tôi lên mạng tôi coi những cái một ngày nào đó tôi lên có tôi thấy chiếc này. Cái tôi chạy xuống nhà tôi coi liền. Tôi chạy xuống nhà nó tôi coi liền, xong xuôi tôi tới tôi coi nó, xong xuôi nói chuyện với nó, với vợ nó, xong xuôi cái mình nói chuyện gì giá cả. Cái qua ngày hôm sau đồng ý. Thì nó qua hôm sau nó đòi thêm 1 ngàn nữa, tôi trả thêm 1 ngàn nữa, tôi xuống tôi lấy. Yeah. Chiếc xe này đó là tự nó tự người ta giống như cái bình xăng, anh thấy cái bình xăng ấy, nó dài vậy đúng không? Tự một cái người Mỹ là cái ông Joe Martin, ông lấy một cái miếng sắt, ví dụ ông lấy một cái miếng aluminum đi, cái ông hàn lại thành một cái kiểu mà cái shape, nó xong ông đập lại trên nó even như nhau, xong rồi ông mài ra hết mấy cái dấu hàn, rồi xong rồi ông sơn lên. Đó, thì có chiếc xăm này là gọi là custom bike, là chỉ one of one thôi. Đó, thì nó khác là cái kiểu mà chopper anh ngồi đó, lái thì rất là khó, chứ không có dễ. Nhưng mà lúc anh đi thẳng rồi đó, thì rất là dễ. Nhưng mà lúc mà anh quẹo trái hay quẹo phải đó, anh phải cẩn thận. Tại vì cái tay lái đó, cái radius của nó nhỏ quá, anh chỉ quẹo được con tí à. Đó, thì tại vậy anh không có kinh nghiệm lái, là một là anh đụng, hai là anh té, ba là bị tai nạn đó. Thì tại vậy với cái chuyện thứ hai ba nữa, nó không có đồ nhúng đằng sau. Nếu mà nhìn thấy cái bánh đó, anh đi anh đụng bumper là nó không có đồ nhúng, tại vì anh đụng vô cái ổ gà cái đó, là anh tưng lên liền. Mà nếu mà anh không khỏe đó, anh không giữ đi cái xe là anh tưng là anh vớt ra xe liền đó. Thì cả chiếc đe này thì giống như là anh chạy vòng vòng đi uống cà phê, là anh chạy vòng vòng ra biển chơi thôi, chứ anh không đi xa thì không có nên. Lên xe lộ đi để tới Vegas hay là tây thì không có nên. Ở trên nước Mỹ đó nó có 50 tiểu bang à, thì lúc mà nó làm ra xe hơi là xe hai bánh đó, là nó có chiếc nào mà nó không cho make California legal là anh em vô không có được đó. Thì tại vì muốn đem vô cái này cũng rất là khó, một mà quen biết ai hay là có cách khác nào á thì mình không biết được. Nhưng mà lúc mình mua chiếc xe này á, nó đã làm thành California legal rồi, thì cái đó là hoàn cái đó là mình không, tại mình không có lái được mua làm gì đó, thì cái đó thôi chắc trước là lái được, đổi bằng tên tôi được rồi tôi mới mua. Tôi thì tôi cũng lái, tôi có nhiều xe lắm, như tôi xe hai bánh, xe bốn bánh thì tôi cũng lái, nhưng mà tôi mua để tôi lái. Nó thì
mình lấy chiếc, hôm nay mình muốn lấy chiếc này thì mình lấy chiếc này giá không thôi, ngày mai mình lấy chiếc này giờ lá. Nhưng mà cái này anh hiểu cái đó là không bao giờ nó mất giá hết, chỉ có là từ bây giờ trở đi nó sẽ lên lại hết đó. Thì giống trại tôi mới nói, mà tôi mới mua đây thôi, có người ở bên Hawaii á, ta gửi chắc cho tôi, nó mà bán thì bán liền rồi. Là tôi mua, tôi lời gấp 3 lần chiếc này, tôi mới giá nó mới mua luôn, tôi không có bán. Tại mình bán bao giờ mình tìm lại được nữa đâu, mình tìm 11 năm đâu có ai có, gì mình bán đâu có ai có đâu. Giống như nếu mà nói cho nó gom về cái lì gì, có lì gì, có một chiếc là một chiếc rồi.